cầm lấy và cút về đi. Mai anh à, không phải mọi chuyện như em nghĩ đâu. Dạo này anh đang rất là bận. Giải thích cái gì mà thích chứ? Có phải anh chị ta lén lút sau lưng tôi hẹn hò đúng không? Em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Không phải một chuyện như vậy đâu. Còn chả đúng thế. Tại sao em muốn làm với tôi yêu với đương như thế à? Chia tay đi. Ok, chia tay thì chia tay. Em nhìn lại mình xem, ăn mặc thì quê mùa, nhếch nhác. Anh về đây lắm rồi. Chia tay đi, em không xứng với anh. Anh là anh phụ tôi. Tôi hẳn rất thôi. Còn mày, đồ lưu hôn. Mày nói ai đấy? Cô ấy nói thế. Thôi kệ đi. Như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn. Cửa hàng tôi hôm nay không có tiếp khách.
gì đấy? Cô có tin là tôi bảo quản lý đuổi việc cô không? Phục vụ khách hàng như thế à? Trang, giá trị của chiếc áo này bằng tiền của thắng như của cô như sao? Lỡ tay. Này, bỏ xuống. Cô ta là người làm rơi. Cô ta là người nhặt lên. Ai đấy? Bạn trai mới à? Cũng là phục vụ à? Bằng nhau nữa. Các người có biết đây là ai? Mà anh chính là chủ của cái shop này. Đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn thời trang BB nổi tiếng. Cô thích chiếc áo này à? Thế thì cầm lấy và cút về đi. Coi như cô thuộc một bố thí cho cô và anh ta. Giờ cút. Sao? Các người cũng nghĩ tôi có ngày hôm nay à? Chính vì nhờ các người, và nhất là anh. Chàng trai nhắc chú ý hả? Anh cầm mồm tôi. Anh không có quyền nói chuyện ở đây. Năm xưa tôi bảo cô đợi tôi cơ mà. Tôi bảo cô đợi tôi cơ mà. Bây giờ thì sao? Bây giờ tôi đã có tất cả. Tôi chẳng thiếu thứ gì. Hóa ra là mày. Mày là người cướp cô ấy gọi tao à? Mày nói đi. Bỏ tay ra.